Gia Tường Sư lại nói Chỉ tu mười niệm thành tựu liền được giảng sinh Điều này rất dễ dàng Ở đây nói việc tu hành bình thường Công việc của mình bận biểu Sáng sớm ngủ dậy niệm mười niệm Buổi chiều mười niệm Thời gian không nhiều chỉ cần quý vị suốt đời liên tục thực hiện như thế phù hợp điều kiện tịnh tâm như lời Bồ Tát Đại Thi chỉ đã nói đều nhíp sáu căn tịnh niệm liên tục Phù hợp điều kiện đó Tạo thành thói quen Đến lúc nào Tự nhiên nhắc đến danh hiệu Phật Chân tâm mong muốn Khi lâm chung có thể được giảng sanh Như lời nguyện thứ mười tám Suốt đời chưa bao giờ tiếp xúc Phật Pháp Khi gần mất gặp thiện hữu khuyên bảo Niệm Phật cầu giảng sanh thế giới cực lạ Lúc đó bỗng nhiên tin tưởng Thấu hiểu phát nguyện này Khi lâm mạng chung nhất niệm thập niệm đều được giảng sanh Vấn đề từ quá dễ dàng Loại người giảng sanh thế này thực có Đại Đức Tổ Sư thường nhắc nhở chúng ta Không nên thắc mắc đó là gì Trong đời này họ chưa gặp duyên Tại sao khi lâm chung được khuyên bảo Họ liền nghe theo Thiện căn kịp trước Từ đó có thể biết Ngày xưa thiện căn phước đức nhân duyên họ tu được rất dày đời này không gặp được pháp duyên lúc gần mất mới gặp chúng ta từng thấy năm trước giáo hội phật giáo hoa phủ ở maryland Giúp đỡ trợ niệm lâm chung Cho tiên sinh Chu Quảng Đại Tiên sinh Chu Quảng Đại là một người rất thật thà Mở tiệm bánh bao ở Mỹ Khi gần mất Ông không theo một tín ngưỡng hay tôn giáo nào Bác sĩ từ chối chữa trị vì ông bị chứng ung thư Gia quyền hoảng loạn Chạy chữa khắp nơi Cuối cùng tìm đến hội Phật giáo Lúc bấy giờ hội Phật giáo vừa mới thành lập Họ đến tìm chúng tôi Mấy người đồng học đến xem tình hình Rất khó để sức khỏe được hồi phục Vì thế liền khuyên nhủ và nói những điểm hay của thế giới cực lạc nghe chuyện ông rất hoan nghĩ không phản ứng khuyên ông niệm phật giảng sanh ông ta liền khuyên nhủ mọi người trong nhà không nên tìm người chữa trị cho ông nữa mọi người trong nhà nên niệm phật để ông được giảng sanh đây là một điều rất khó sau ba ngày ông ra đi đây là chuyện chúng tôi tận mắt chứng kiến lâm chung nhất niệm thập niệm được sinh